Xin chào tất cả phụ huynh và cùng các em. Hôm nay thầy sẽ giải bài tập trong sách giáo khoa toán lớp 3. Bài hôm nay chúng ta sẽ làm là bài giảm đi một số lần, trang 37. Chúng ta xem cái ví dụ của trong sách ha. Cái hàng trên là 6 con gà. 1, 2, 3, 4, 5, 6 con gà. Cái hàng dưới là bao nhiêu? Có 2 con, được không? Có 2 con. Như vậy là 6 con được chia, người ta chia làm 3 nhóm này, 1 nhóm này, 2 nhóm này, 3 nhóm này. Như vậy mỗi nhóm là 2 con. Như vậy 6 này chúng ta chia làm 3 nhóm và mỗi nhóm được 2 con. Được không? Như vậy là hàng dưới là 6 ta chia 3 được 2 con. Đây, số con gà ở hàng trên là giảm đi 3 lần. Giảm đi 3 lần thì được số con gà ở hàng dưới. Hoặc nói cách khác là chúng ta lấy 3 2 con này chúng ta nhân cho 3 lần. 3 lần thì ra được 6 con. 6 con trên. Một cái ví dụ khác. Đoạn hẳn A, B bao nhiêu đây? Từ đây tới đây là một đoạn. 2, 3, 4. Như vậy người cái này người ta họ chia làm 4 đoạn nhỏ ở trong. Được, cái đoạn hẳn A, B chia làm 4 đoạn nhỏ ở trong. Như vậy bây giờ tổng cái đoạn nhỏ, tổng cái đoạn nhỏ này, 4 đoạn này thì bằng 8 cm. Nhưng mà dưới này người ta họ cho biết là mỗi đoạn nhỏ là 2 cm. Như vậy như vậy là gì? Độ dài đoạn thẳng AB là 8 cm, độ dài đoạn thẳng CD là 2 cm. Như vậy là cái đoạn thẳng AB này gấp mấy lần đoạn thẳng CD? 8 ta chia cho 2 được 4 lần. Hoặc nói cách khác là gì? 8 ta chia 4 được 2 cm. Như vậy có nghĩa là cái đoạn thẳng AB này chúng ta chia làm 4 đoạn. Và 8 thì chia 4 này, 4 đoạn này. Vậy là mỗi đoạn là 2 cm. Như vậy cái đoạn thẳng là gì? Người ta nói gì? Đoạn thẳng AB này giảm đi 4 lần. 4 lần thì được cái đoạn thẳng CD. Người ta họ nói một cái ý tiếp theo. Muốn giảm một số đi nhiều lần thì ta chia số đó cho số lần. Chúng ta qua bài số 1. Viết theo mẫu, số đã cho giảm đi 4 lần, giảm đi 6 lần. Có nghĩa là số đã cho là 12 này, rồi 48, 36, 24. Giảm đi 4 lần có nghĩa ta lấy 12 ta chia 4 là được 3. Giảm đi 6 lần thì ta lấy 12 ta chia cho 6 được 2 lần. Như vậy chỗ này là giảm đi 4 lần đúng không? Như vậy là 48 này ta chia cho 4 bằng 4 này chia 1 được 4 này chia 4 được 1 được 2 được. Rồi 48 thì chia cho 6 bằng 6 x 8 là 48. 36 thì chia 4 bằng 9 x 4 36. 36 ta chia cho 6 bằng 6. 24 ta chia cho 4 bằng 6. 24 ta chia cho 6 bằng 4. Bài số 2. Giải bài toán thay bài mẫu. Rồi, chúng ta xem cái bài mẫu này. Mẹ có 40 quả bưởi, sau khi đem bán thì số bưởi giảm đi 4 lần. Hỏi mẹ còn lại bao nhiêu quả bưởi? Thì người ta họ tóm tắt sơ cho mình là có là gì? 40 quả bưởi. Đó. Vậy là còn lại là bao nhiêu quả bưởi? Giảm đi 4 lần, 1 2 3 4. Đó. Như vậy là số quả bưởi là chúng ta lấy 40 ta chia cho 4 được 10 quả. Không, 10 quả bưởi. Câu B.
Câu B thầy giải gì? Thầy giải luôn đây luôn ha. Thầy giải luôn chỗ này. Một công việc làm bằng tay hết 30 ngày, hết 30 giờ. Nếu làm bằng máy thì thời gian giảm đi 5 lần. Nào. Hỏi công việc đó bằng máy hết bao nhiêu giờ? Nào. Giờ người ta hỏi là công việc bằng máy này làm hết bao nhiêu giờ? Đọc lại cái đề này. Một công việc làm bằng tay, gọi là làm bằng tay chân á thì hết 30 giờ. Nếu làm bằng máy thì thời gian giảm đi 5 lần. Hỏi công việc đó làm bằng máy thì hết bao nhiêu giờ? Giải. Bỏ. Số giờ làm công việc đó bằng máy là bằng máy hết là à, chúng ta lấy 30 nó chia cho 5 bằng 6. Rồi, như vậy là công việc mà nếu như làm chân tay thì hết 30 giờ. Được không? Nhưng mà làm máy chỉ hết 6 giờ là xong. Đáp số. Chúng ta qua cái trang tiếp theo. Đoạn thẳng AB dài 8 cm. Câu A, vẽ đoạn thẳng CD có độ dài của đoạn thẳng AB giảm đi 4 lần. Rồi, chúng ta vẽ. Như vậy như vậy là cái đoạn thẳng AB này là gì? 8 cm. Nhưng mà bây giờ vẽ đoạn thẳng CD là giảm bằng cái đoạn thẳng AB này, giảm đi 4 lần. Như vậy 8 nó chia cho 4 là bằng 2 nha, bằng 2 cm. Như vậy thì chúng ta sẽ vẽ cái đoạn thẳng CD này. CD chỉ có 2 cm thôi. Oh. À, CD như là bằng 2 cm. Câu B. Vẽ đoạn thẳng MN có độ dài đoạn thẳng AB giảm đi 4 cm. Yeah. Giảm đi 4 cm là gì? Có nghĩa là 8 là trừ 4 còn 4 cm. Này là giảm, ở đây là giảm đi 4 lần khác nha. Con này là giảm đi 4 cm. Thì có nghĩa là 8 là trừ cho 4 được 4 cm. Như vậy cái này, cái đoạn thẳng MN này là 4 cm nha, chứ không phải là 2 nha. Giảm khác à, giảm đi số lần khác 4 cm. Và hôm nay chúng ta kết thúc tại đây. Các em nhớ đăng ký kênh của thầy để nhận được những bài học mới tiếp theo nhé. Xin chào các em.